Tuần qua, công ty UBM, đơn vị tổ chức triển lãm nguyên liệu phụ gia thực phẩm, đã tổ chức họp báo công bố các thông tin liên quan đến triển lãm trên tại thành phố Hồ Chí Minh. Bà Rumfet Rose Chetanowat, giám đốc kinh doanh công ty UBM cho biết, triển lãm nguyên liệu phụ gia thực phẩm là triển lãm thương mại duy nhất dành riêng cho ngành nguyên liệu phụ gia thực phẩm và đồ uống tại khu vực các nước mới nổi Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam, nhằm đáp ứng nhu cầu của các chuyên gia ngành nguyên liệu thực phẩm và đồ uống ở mọi cấp độ trong chuỗi cung ứng. Triển lãm dự kiến thu hút hơn 4.500 các chuyên gia trong ngành thực phẩm và đồ uống từ các quốc gia, ở các phân khúc kinh doanh khác nhau. Tại triển lãm, các doanh nghiệp và nhà sản xuất trong ngành có thể tìm thấy những nguyên liệu phụ gia mới để tạo ra sự khác biệt, tăng giá trị sản phẩm, cải thiện chất lượng an toàn thực phẩm. Cũng theo bà Rose, ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ. Theo khảo sát của Rand Thornton Việt Nam năm 2015, ngành thực phẩm và đồ uống của Việt Nam được đánh giá là một trong hai ngành thu hút đầu tư nhiều nhất. Nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng thúc đẩy các nhà sản xuất phải liên tục tìm kiếm các sản phẩm phụ gia mới để cải tiến sản phẩm. Vì vậy, triển lãm thực sự cần thiết cho các doanh nghiệp để đáp ứng nhu cầu này. Triển lãm nguyên liệu phụ gia thực phẩm sẽ diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 5 2016 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh.